Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 8 tháng 6 năm 2021 thì tình hình là giá thanh long vẫn đang ở mức thấp, không có biến động gì nhiều so với 1-2 ngày vừa qua. Thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được cập nhật để quý bà con mình tham khảo nha. Thì hiện tại trước tiên là giá của thanh long ở Tiền Giang và Long An thì thanh long ruột đỏ loại 1 được thu mua với mức giá là từ 14 đến 16.000 đồng một ký, loại 2 là từ 11 đến 14.000 đồng một ký, loại 3 là từ 6 đến 9.000, hàng giạt là từ 2 tới 4.000. Thanh long ruột đỏ muso có giá là từ 8 tới 13.000. Còn tới thanh long ruột trắng muso là từ 4 tới 6.000, hàng VIP ruột trắng có giá khoảng 7 đến 8.000. Tiếp theo là giá ở Bình Thuận. Bò đẹp lần lượt là 10.000, 9.000 và 8.000. Bò sàng lần lượt là 8.000, 7.000 và 6.000. Hàng giạt ruột trắng có giá là 1 tới 2.000 nha bà con. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận mua xô từ 8 tới 14.000, hàng VIP ruột đỏ Bình Thuận từ 15 tới 18.000. Thì giá thanh long do là hiện đang nằm ở mùa mưa nè. Thứ hai nữa là giá cũng đang rất là thấp cho nên phân loại thanh long cũng khá là khó khăn nha bà con nha. Thì giá thanh long còn có thể chênh lệch từ 2 đến 3.000 một ký tùy kho tùy lái theo cái tình hình hiện tại nữa. Quý bà con mình lấy cái mức giá của kênh Nhà Nông Miền Tây thông báo để mình làm cơ sở để tham khảo nha quý bà con. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều nội dung khác nha bà con. Cảm ơn và xin chào.